Việt Nam có khoảng hơn 200.000 người bị bệnh tâm thần nặng. Tất cả cơ sở chăm sóc bệnh nhân tâm thần đều đang quá tải nghiêm trọng. Liên tiếp những vụ chó cắn trẻ em gây thương tích nặng phải nhập viện tại Hà Nội. Tình trạng chó thả rông trên đường phố vẫn đang diễn ra dù đã có 600 đội bắt chó được lập. Nói chung là đi cạnh những con chó to như thế thì cũng không yên tâm quá. Nếu mà có nhắc thì chắc là họ cũng ậm ừ thôi. AI, trí tuệ nhân tạo trở thành từ khóa của năm 2023 theo công bố của thư viện Collins. Kính thưa quý vị, từ 3 giờ chiều nay giá các loại xăng đã tăng, cao nhất là hơn 400 đồng một lít. Ngược lại, các loại dầu thì lại giảm đến gần 550 đồng một lít. Cụ thể là giá xăng E5 RON92 tăng 249 đồng một lít, xăng RON95 tăng 426 đồng một lít. Với dầu, giảm nhiều nhất là dầu diesel giảm 549 đồng một lít, tiếp đến là dầu hỏa và dầu mazut. Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 31 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu với 18 kỳ tăng, 9 kỳ giảm và 4 kỳ giữ nguyên giá bán. Đến thời điểm trưa nay, một số vùng hạ du của huyện Hương Khê, Hà Tĩnh vẫn đang bị ngập lũ. Theo thống kê, đã có hơn 5.400 hộ dân nước tràn vào vườn, hơn 860 hộ bị nước vào nhà, 8 trường học bị ngập nước, hàng chục hecta hoa màu bị nhấn chìm. Hiện nay, một số xã ở vùng hạ du thủy điện Hố Hô vẫn đang bị ngập, có nhiều nơi nước ngập vào nhà gần 1 mét, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Hiền vẫn đang ngập hơn 1 mét. Chồng đi xa nên chị Hiền phải một mình xuyên đêm chạy lũ. Dù đã rất nỗ lực nhưng không ít đồ dùng vẫn bị nước lũ nhấn chìm, không còn chỗ ở, lại bị cô lập nên mọi sinh hoạt đều khó khăn. Nước lên nhanh thì chắc ba mẹ con ở nhà thì em cũng dọn được một ít đồ. Còn mà dọn được cái gì quan trọng thì mình đưa lên, còn mà cái gì mà nặng nề quá thì mình bỏ cho ngập cũng được. Còn ăn uống thì mình có gạo, chứ mà con rau đây thức ăn thì đường ngập mình đi mua được. Đã gần 70 tuổi, nhưng từ chiều qua đến nay, bà Nguyễn Thị Hiền vẫn chưa được nghỉ ngơi. Cả ngày dầm mình trong nước để kê kích, dọn dẹp đồ đạc, khiến bà kiệt sức. Thế nhưng, điều khiến bà lo lắng nhất vẫn là sinh kế sau lũ, bởi toàn bộ hoa màu đã bị lũ gây thiệt hại. Cái hoa màu, cái lụt lội thì nó hết thiệt hại nữa, thế như nó nghỉ cái giai đoạn này sao, nó như không biết đây lụt ra, nó biết lấy gì mà ăn. Đến nay, nước lũ tại vùng Thượng Du, huyện Hương Khê đã rút, nhưng các xã vùng Hạ Du như Điền Mỹ, Hà Linh, Lộc Yên vẫn đang bị cô lập. Hàng trăm ngôi nhà vẫn đang bị ngập sâu. Hàng nghìn gia đình đang sống trong cảnh mất điện, mất nước và đối diện với nguy cơ dịch bệnh do ô nhiễm môi trường. Tập trung hỗ trợ bà con, nước rút đến đâu thì sẽ tập trung khắc phục đến đó. Nhất là các công trình như trường học, trạm y tế, rồi các cái nhà văn hóa của các thôn, xã bị ngập. Tính đến nay, mưa lũ tại Hương Khê đã khiến 2 người chết, 1 người mất tích. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã cho hơn 22.500 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Sau 12 giờ đêm, trên một số khu vực ở thành phố Hà Nội xuất hiện những nhóm thanh thiếu niên phóng nhanh, cầm theo hung khí, thậm chí là xô xát, đuổi đánh nhau. Nhiều người qua đường cảm thấy rất là lo lắng, bất an. Manh động, hành động rất nhanh, tội phạm, tội vi thanh niên đã gây ra những vụ án thương tâm, giết người, cướp của. Theo chân các trinh sát hình sự đặc nhiệm từ sau 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng, dấu hiệu nhận biết sự xuất hiện của các nhóm này: đi xe không biển số, nẹt ga, bốc đầu, bấm còi inh ỏi. Một số mang theo hung khí như dao phóng lợn, tuyếp sắt, súng tự chế và thường xuyên la hét. Các đối tượng thì thường chọn những cung đường khá vắng vẻ và rộng. Ở đây thì có một điểm đặc biệt nguy hiểm của loại tội phạm này, đó là tính manh động. Các nhóm đối tượng khi đi trên đường phố thì có thể chỉ vì ngứa mắt với một ai đó đi trên đường, hoặc thậm chí là một cái nhóm đối tượng khác cũng đi trên đường như mình, thì có thể sẵn sàng lao vào để khiêu khích rồi gây ra những cuộc hỗn chiến ngay trên đường phố. Những hội nhóm kín trên mạng xã hội với tên gọi sân chơi giới trẻ, báo chốt. Tại đây các đối tượng đăng hình ảnh cầm hung khí, những lời hẹn nhau đi lấy số, tức là đi đánh nhau. Vị trí hẹn, vị trí nào tránh chốt kiểm soát của công an, tìm nhóm đối tượng nào. Một nhóm thường từ 30 đến 40 người, đa phần dưới 16 tuổi.
đi đánh nhau thằng này đi đánh nhau kia để thể hiện bản lĩnh lấy số ạ, nó lấy tiếng ạ, để giao ai bạn bè ạ, các bạn bè lẻ người sợ mình. Bên kia ném vỏ chai, bên cháu cũng ném và cháu đồng thời bắn nhiều viên ạ. Cảm thấy ức chế và cay cú ạ. Xong rồi cháu mới săn theo cháu đánh ạ. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 74 vụ, gần 1.200 đối tượng là các nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, đa số dưới 16 tuổi. Theo Công an thành phố, tội phạm trong nhóm này tăng và xuất hiện cả ở đô thị và nông thôn. Đã có những sự việc giết người, cướp của từ những hội nhóm này. Quá trình đấu tranh bắt giữ cũng có những cái nguy hiểm phức tạp vì thường là các đối tượng sử dụng phương tiện hung khí và xe máy lạng lách đánh võng với tốc độ cao. Nếu như mà bắt giữ ngay tại cái thời điểm của đối tượng gây án thì rất dễ gây ra hậu quả về thương vong về cho cả lực lượng truy bắt lẫn các đối tượng tham gia gây án, điều tra truy xét đến cùng tất cả các vụ việc. Lời xin lỗi bố mẹ của những đối tượng mới học hết lớp 8, thủ phạm một vụ án nghiêm trọng. Trong nhiều sự việc, khi bố mẹ được công an mời đến, mới biết con đã tham gia các hội nhóm này từ lâu. Thưa quý vị, từ đầu tháng 10 đến nay thì chỉ tính riêng khoa chỉnh hình của Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 3 trường hợp trẻ bị chó cắn phải nhập viện. Trong đó thì trường hợp gần nhất là bé gái 7 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đớn, tâm lý hoảng loạn cùng với hàng trăm vết thương trên cơ thể do bị 4 con chó lao vào tấn công. Trước đó thì bé gái được bố đưa đến nơi làm việc và trong lúc bố không để ý thì chó của chủ nhà bất ngờ lao vào tấn công. Sau phẫu thuật thì bệnh nhi đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và bệnh nhi cũng được tiêm phòng bệnh dại và uốn ván. Tuy nhiên thì tâm lý của trẻ sẽ bị sang chấn nặng nề. Và hầu hết những sự việc đau lòng gần đây do chó cắn, chó dại cắn hay là bị chó dữ tấn công dẫn đến thương tật thì đều xuất phát từ nguyên nhân là người nuôi chó không chấp hành đúng quy định, không tiêm phòng dại cho chó. Dù là Hà Nội đã có kế hoạch lập gần 600 đội bắt chó thả rông trên toàn thành phố, thế nhưng mà hiện nay tại nhiều đường phố hay là công viên thì tình trạng chó thả rông không dọ mõm, không xích vẫn dễ dàng bắt gặp, gây bất an cho người dân. Kể từ ngày công viên Thống Nhất tháo dỡ hàng rào sắt, chuyển công viên sang mô hình mở, người dân có thể tự do ra vào vui chơi. Tuy nhiên, cùng với đó, xuất hiện tình trạng chó dữ không được xích, không đeo dọ mõm, được thả rông trong công viên, nơi công cộng, khiến nhiều người không khỏi lo sợ. Nói chung là đi cạnh những con chó to như thế thì cũng không yên tâm cho lắm. Nếu mà có nhắc thì chắc là họ cũng ậm ừ thôi. Nhiều khi họ không phải là kiểu người mà văn minh cho lắm thì họ lại có những cái phản ứng. Nói chung là cũng rắc rối cho mình. Thôi thì mình tránh là nói nhiều quá thế, nhắc nhở thì có nhắc nhở nhưng mà với vị trí của mình thì nó không phải là được phép nói nhiều. Mà nói là như vậy, cái việc nuôi chó người ta gần như đã đi cùng rồi, cho nên là cái đó tất nhiên người ta phải có ý thức như vậy là trong việc đó. Và chỉ khi xuất hiện ống kính máy quay, những chú chó mới được chủ nhân vội vàng bắt lấy xích vào, hay thậm chí cả chủ và thú cưng đều bỏ chạy thật xa. Không, mình không có nhu cầu phỏng vấn nhé. Vâng, bạn nhà em cũng lành lắm ạ, không cắn không gì hết ạ. Với cả buổi chiều thì đông người thì em thích, còn em cái tầm trưa 9 giờ này thì vắng nên là em cũng thả cho chạy lúc. Không dọ mõm cho chó vì thú cưng không cắn ai bao giờ, thế nên hình ảnh những chú chó đeo dọ mõm dường như quá hiếm hoi từ công viên qua các con phố hay kể cả trong những ngõ nhỏ như thế này. Nhiều nhà thả chó ra mà không trông, xong rồi là không dọ mõm, đuổi cả bọn trẻ con, là bọn trẻ con nó sợ. May là có người lớn, nếu mà không có thì cũng không biết thế nào. Từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước xảy ra 64 ca tử vong vì bệnh dại. Mặc dù một số ca đã được cứu sống nhưng để lại di chứng nặng nề. Đáng chú ý, nạn nhân đa phần là ở lứa tuổi tiểu học. 3, 4 tuổi, 5 tuổi đến 7, 8, 9 tuổi. Thì cái đó tỷ lệ đấy gặp tương đối cao, bởi vì khi mà các bạn đấy cũng lại có cái thói quen chơi đùa với chó, thậm chí là chưa có cái thói quen để tự bảo vệ mình. Còn bây giờ thì chúng ta đang có hiện tượng là nuôi những cái giống chó nhập rất to, và cả chó để chiến đấu hoặc là gì để canh gác, và cái sức cắn của nó rất lớn, và khi cắn thì thường là nó để lại những tổn thương rất nặng nề và trầm trọng. Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cách duy nhất vẫn là tiêm vaccine phòng ngừa dại khi bị các loại vật nuôi này tấn công. Quy định đã có, việc nhắc nhở, tuyên truyền cũng đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa thay đổi được thói quen của nhiều người nuôi chó.
Theo Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì hiện nay Việt Nam chúng ta đang có khoảng hơn 200.000 người bị bệnh tâm thần nặng, trong khi cả nước chỉ có 26 trung tâm chăm sóc. Quản lý người tâm thần tại cộng đồng, chăm sóc người tâm thần tại nhà đang là biện pháp được đẩy mạnh trong những năm gần đây để giảm tải cho cơ sở y tế. Thậm chí là ở một số quốc gia trên thế giới thì việc chăm sóc người tâm thần tại nhà còn được cho là liệu pháp tâm lý có hiệu quả hơn trong việc giảm nhẹ các biểu hiện và triệu chứng kích động. Tuy nhiên thực tế tại Việt Nam chúng ta, việc này còn đang phát sinh ra nhiều vấn đề, thậm chí là những câu chuyện thương tâm. Bàng hoàng, đau xót là tâm trạng chung của những người đang sinh sống tại thôn Phú Khê, xã Phú Dương, thành phố Huế khi nhắc về vụ việc một em học sinh đi học về đã bị một đối tượng nghi mắc tâm thần dùng búa đánh đến chấn thương sọ não. Tìm hiểu của phóng viên tại nơi sinh sống của đối tượng, được biết trước đó, người này vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì đặc biệt. Tuy nhiên, cách đây vài năm, đối tượng đã từng có hành vi dùng hung khí đe dọa người dân. Thế nhưng do chủ quan, cùng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình chỉ để bệnh nhân ở nhà mà không đưa đi thăm khám, điều trị. Cái trường hợp này là trường hợp quá nguy hiểm ở trong cộng đồng. Nếu như bây giờ mà nó mà bị mà tâm thần á thì cũng nên đi giám định tâm thần và cho nó tách ly khỏi khu vực đó, hoặc là nếu mà không giám định tâm thần thì dùng một biện pháp răn đe để mà đối xử. Còn tại Bình Định, những ngày này khu xóm nhỏ tại xã Nhân An, thị xã An Nhơn bao trùm sự tang thương khi Hồ Thanh Cường 34 tuổi đã dùng rựa chém chết cha và anh ruột, còn người mẹ bị đa chấn thương đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện. Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, trú tại xã Nhân An, thị xã An Nhơn, được xác định là bệnh nhân tâm thần và đang được điều trị ngoại trú. Theo những người hàng xóm của Cường, thì những ngày gần đây, bệnh nhân này không có biểu hiện bệnh và vẫn sinh hoạt bình thường. Có thể thấy đặc điểm chung của những vụ việc thương tâm trên đó là người thực hiện hành vi thường có biểu hiện bề ngoài khá bình thường, nhưng lúc lên cơn lại bộc phát hành động rất nguy hiểm, gây ra hậu quả đau lòng ít ai ngờ đến. Phía gia đình là chủ chốt phải báo cáo. Vậy phải có đơn, có trương với đến lãnh đạo những quyền địa phương xã. Khi đó xã mới giải quyết được điều. Nhưng mà có trường hợp sau mà có những cái đối tượng mà có biểu hiện về tâm thần thì cũng nhờ các cấp lãnh đạo những quyền địa phương quan tâm hơn nữa. Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước hiện có khoảng 13 triệu người, chiếm khoảng 15% dân số bị bệnh liên quan tới rối loạn tâm thần như trầm cảm, đồng kinh, rối loạn hành vi tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, cứ 10 người thì chỉ có 2 đến 3 người được chữa trị tại các cơ sở y tế. Số còn lại đang sinh sống trong cộng đồng và vẫn có nguy cơ gây án khi mất khả năng kiểm soát hành vi. Có thể thấy là thời gian gần đây thì liên tiếp xảy ra các vụ việc người tâm thần hoặc là người có biểu hiện tâm thần hành hung người khác. Nạn nhân chủ yếu của những vụ việc này lại là người thân ruột thịt, là họ hàng hay là hàng xóm xung quanh. Trong các vụ việc thì nạn nhân thường bị nhiều thương tích do bị đâm, bị chém, và cũng không ít vụ việc nạn nhân đã tử vong thương tâm. Tháng 10 năm 2023, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Điện Biên khi một bệnh nhân tâm thần đã dùng dao đâm chết người bán dao lưu động. Kết quả xác minh ban đầu, đối tượng Lương Văn Thưa có tiền sử bị bệnh tâm thần, vừa điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên, ra viện ngày 26 tháng 9 và có biểu hiện loạn thần do rượu. Cuối tháng 8 năm 2023, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Bình, 25 tuổi, ở xã Hiền Giang, huyện Thường Tín để điều tra về hành vi dùng dao đâm, chém 3 người trong một gia đình bị thương. Theo cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Văn Bình có bệnh án về bệnh tâm thần, uống thuốc điều trị hàng ngày và được hưởng trợ cấp xã hội. Cũng trong tháng 8 năm 2023, trước cổng trường tiểu học Phú Mỹ cơ sở 3 thuộc khu phố 7, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một nam thanh niên tay cầm dao có biểu hiện bất thường xuất hiện trước khu vực cổng trường. Lúc này là giờ ra chơi nên trong sân trường có nhiều em học sinh. Nhận định đối tượng cầm dao và có thể gây nguy hiểm cho người dân nên lực lượng công an đã tiến hành khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Trước đó vào tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự Trần Văn Ung, sinh năm 1969, ngụ xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi giết người. Làm việc với cơ quan công an, Trần Văn Ung khai do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã đánh vợ. Ung có tiền sử bệnh tâm thần, được điều trị trong thời gian dài và ra viện vào năm 2020. Với những phần tổng hợp của chúng tôi vừa rồi,
thì quý vị cũng có thể thấy là nhiều hệ lụy như thế nào từ việc chăm sóc người tâm thần tại nhà, nhất là đối với những người bệnh chưa được điều trị dứt điểm hoặc lại còn không được thăm khám thường xuyên. Và cũng như đã đề cập, Việt Nam chúng ta hiện nay có khoảng hơn 200.000 người bị tâm thần nặng, trong khi cả nước chỉ có 26 trung tâm chăm sóc. Thực tế thì người tâm thần cũng được chăm sóc ở các bệnh viện hoặc là trong các trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên tất cả các cơ sở này cũng không thể đáp ứng được toàn bộ số bệnh nhân đông như vậy, còn chưa kể tới những bệnh nhân tâm thần nhẹ hay là tâm thần phân liệt. Và tất cả cơ sở vì thế đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Bệnh viện Tâm thần Bình Định, mỗi ngày tại đây tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận. Từ khi có quy định trạm y tế cấp xã không được cấp phát thuốc cho bệnh nhân tâm thần, thì bệnh viện này trở nên quá tải. Bệnh nhân tâm thần phải lên bệnh viện tâm thần để mà có cái đơn thuốc điều trị ngoại trú ở trong vòng 1 tháng. Và sau đó bệnh nhân phải quay trở lại để mà tiếp tục khám và điều trị. Thì cái điều này nó cũng đúng theo chuyên môn thôi, và tuy nhiên nó sẽ gây khó khăn cho người bệnh. Và việc này thì chúng tôi đã có 2 văn bản gửi cho Bộ Y tế để kiến nghị về vấn đề này. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề nó liên quan đến bảo hiểm y tế, đến Bộ Y tế, và cái vấn đề này phải được giải quyết chung trên toàn quốc. Tại Bình Định, thời gian qua đã có những trường hợp người bệnh tâm thần sống cùng gia đình và gây ra những vụ việc đáng tiếc. Đa phần việc giám sát hành vi của người tâm thần ngoài xã hội hiện chỉ trông vào gia đình người bệnh. Cái căn bệnh này để ngoài xã hội thì nó rất nguy hiểm cho xã hội. Nó không riêng gì cái gia đình của anh đâu, nhưng mà xung quanh hàng xóm rồi xã hội nữa, nó đem lại cái nhiều cái phiền toái, nên đem vào sớm. Vì tôi rút kinh nghiệm ở gia đình tôi, nên đem người thân vào càng sớm càng tốt để được điều trị chăm sóc nó tốt hơn. Cái việc mà tuân thủ cái phác đồ điều trị là một cái điều hết sức quan trọng, và trong đó chúng tôi cho rằng là cái vai trò của người nhà và cũng như là người bệnh là đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Ngoài ra thì còn có vai trò của cộng đồng, các cái tổ chức đoàn thể, của nhân viên y tế tại trạm y tế. Một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho việc điều trị bệnh nhân tâm thần đó chính là thiếu nguồn nhân lực y bác sĩ chuyên ngành tâm thần, cũng như thiếu cơ sở chuyên khoa tâm thần chuyên biệt để điều trị cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú, khi số lượng bệnh nhân đang ngày càng tăng theo từng năm. Số lượng bệnh nhân thì ngày càng tăng, cơ sở chăm sóc thì hạn chế. Chính vì thế, chăm sóc người tâm thần tại cộng đồng không chỉ là xu hướng ở Việt Nam mà cũng đang được nhiều nước trên thế giới hướng tới. Tuy nhiên, để chăm sóc được người tâm thần tại nhà, ngoài sự phối hợp các nhân viên y tế, thì bản thân những con người trong gia đình cũng cần được trang bị những kiến thức y tế cơ bản để ứng phó, thậm chí là những kỹ năng tự vệ, kỹ năng khống chế khi người tâm thần bị kích động. Trong khi đây là những kỹ năng mà hầu hết các gia đình có người tâm thần ở nước ta chưa bao giờ được trang bị cả. Và một vấn đề nữa chúng tôi cho rằng là cơ quan chức năng cũng cần xem xét trong thời gian tới, đó là hiện nay vẫn chưa có những quy định về việc yêu cầu chữa bệnh bắt buộc đối với người bị tâm thần trong trường hợp họ còn có những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Bởi nếu để xảy ra những hành vi nguy hiểm như quý vị vừa xem cho các phóng sự vừa rồi mới yêu cầu chữa bệnh, thì khi đó sẽ là quá muộn. Từ tuần này thì hàng loạt trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi thời khóa biểu, giảm từ 9 tiết một ngày xuống không quá 8 tiết một ngày như yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên thì điều này dẫn đến một số trường phải cắt giảm tiết học nhưng lại phải tăng số buổi học, thậm chí là học sinh phải học cả thứ bảy. Từ tuần trước, ngôi trường này bắt đầu điều chỉnh lịch học, mỗi ngày không quá 8 tiết nên nhiều học sinh khối 12 phải chuyển sang học thêm sáng thứ bảy. Mong muốn của cả phụ huynh và học sinh là có thể giảm một số tiết học không cần thiết để có thời gian nghỉ ngơi. Đi học về chẳng hạn như bây giờ là về là đi học liền, học thêm, ăn uống nè, xong 9 giờ là học chừng 2 tiếng, có khi lấn qua thời gian như 10 giờ, 11 giờ. Nên em cũng mong muốn là được giảm bớt số tiết với lại giảm bớt áp lực cho tụi em. Nhiều khi bố mẹ phải đi học, đi làm rồi còn phải tranh thủ thời gian để về đón các cháu về trong một buổi trưa, cũng hơi bị khó khăn những cái vụ này. Các trường cho biết khó khăn là do đang áp dụng song song cả hai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho khối 10, 11 và chương trình 2006 cho khối lớp 12. Nhà trường đã cố gắng giảm bớt môn học nhưng vẫn phải theo quy định. Do cái thói quen trước đây chúng tôi đã xếp nhiều năm là nghỉ ngày thứ bảy, nên là khi mà điều chỉnh lại thì có khó khăn một chút ban đầu. Nhưng mà hiện nay thì là học sinh cũng như cha mẹ học sinh cũng đã có những cái điều chỉnh để là phù hợp với cái tình hình mới, và cái này cũng là cần thiết để cần phải có sự thay đổi. Những cái môn ôn thi theo ban của các con á, thì nhà trường cũng đã cố gắng sắp xếp rồi.
Tuy nhiên thì do các con học chương trình cũ và cái lịch như vậy thì chúng ta cũng phải tuân theo. Nhà trường cho biết đổi lịch học xuống 8 tiết mỗi ngày, nhưng học sinh và giáo viên phải đi thêm một buổi đến trường nên cũng khá bất tiện. Lúc mà tụi em về, tụi em cũng có thể được thêm thời gian nghỉ ngơi, cũng như là tụi em sẽ làm được trước những bài tập của những ngày sau nữa, không chỉ là như một ngày. Thứ bảy thì tụi em sẽ có thể dành được thêm thời gian để đi học thêm, cũng như là sinh hoạt câu lạc bộ. Ví dụ lớp 11 hiện tại các em đang được nghỉ chiều thứ tư. Thì bây giờ nếu mà co lại 8 tiết trong một ngày thì bắt buộc phải chiều thứ tư các em phải đi thêm một buổi. Làm như vậy cũng đâm ra là áp lực về phụ huynh đưa đón hoặc là kẹt xe vân vân. Hiện nay theo quy định, các trường bố trí 35 tiết học chính và tùy chọn từ 4 đến 10 tiết liên kết đào tạo với các đối tác ngoài nhà trường. Vì vậy, một số trường đã giảm số tiết học không cần thiết để học sinh có thêm thời gian học tập trung vào các môn chính, có thời gian vui chơi giải trí, tránh căng thẳng trong học tập. Nhà xuất bản từ điển Collins của Anh đã chọn AI, chữ viết tắt của cụm từ trí tuệ nhân tạo, là từ khóa của năm 2023. Nhà xuất bản này cho biết là các chuyên gia biên soạn từ điển của họ đều nhất trí rằng là thuật ngữ công nghệ AI đã gia tăng mức độ phủ sóng nhanh chóng, đồng thời trở thành chủ đề thảo luận chủ đạo của năm 2023. Theo nhà xuất bản Collins, AI, tức trí tuệ nhân tạo, là tiêu điểm lớn của năm nay. Thông qua cách mà công nghệ này đã phát triển và nhanh chóng trở nên phổ biến trong cuộc sống của chúng ta như email, phát trực tuyến hoặc những điều từng được coi là triển vọng tương lai, giờ đã trở thành là công nghệ ứng dụng hàng ngày. Nhà xuất bản Collins cho biết, các chuyên gia ngôn ngữ của nhà xuất bản này đã phân tích hệ thống Collins Corpus, một cơ sở dữ liệu chứa hơn 20 tỷ từ với tài liệu tập hợp từ các trang web, báo, tạp chí và sách được xuất bản trên khắp thế giới. Ngoài ra, Collins Corpus cũng tập hợp các tài liệu là những tập âm thanh từ đài phát thanh, truyền hình và các cuộc trò chuyện hàng ngày. Các dữ liệu mới được đưa vào Collins Corpus hàng tháng để giúp các chuyên gia biên tập từ điển làm việc tại Collins xác định các từ vựng và ý nghĩa của những từ này ngay từ thời điểm chúng được sử dụng lần đầu tiên. Và kết quả là, theo nhà xuất bản Collins, không nghi ngờ gì AI đã là chủ đề bàn tán của năm 2023. Giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới FIFA World Cup là sự kiện quan trọng mà mọi quốc gia đều mơ ước được đăng cai nếu như có khả năng. Ả Rập Xê Út gần đây đã chắc chắn là giành quyền đăng cai kỳ World Cup 2034 khi mà quốc gia này cũng là ứng viên duy nhất trên đường đua. Hạn chót để các quốc gia gửi hồ sơ xin đăng cai World Cup 2034 vào ngày 31 tháng 10, ngày hôm qua khi một ứng viên là Australia rút lui để tập trung chạy đua đăng cai vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 và FIFA Club World Cup năm 2029, thì Ả Rập Xê Út trở thành quốc gia duy nhất tham gia cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2034. Đến ngày hôm nay, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận trên Instagram rằng giải đấu lớn nhất thế giới sẽ được tổ chức ở Canada, Mexico và Mỹ vào năm 2026, tổ chức tại Maroc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào năm 2030 và Ả Rập Xê Út vào năm 2034. Như vậy là Ả Rập Xê Út chính thức tiếp bước theo Qatar trở thành nước chủ nhà World Cup. Messi sau khi nhận danh hiệu quả bóng vàng thì đã ngay lập tức cùng với gia đình lên chuyến chuyên cơ để trở về Mỹ. Và tất nhiên, anh đã nhận được sự chúc mừng rất nồng nhiệt từ các đồng đội tại Inter Miami. Chúng ta còn nhớ, sau khi Lionel Messi trở về Paris Saint-Germain với chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentina, chẳng mấy người tại đội chủ sân công viên các hoàng tử chúc mừng anh. Lý do có thể là Messi và các đồng đội đã vượt qua chính đội tuyển Pháp ở trận chung kết cuối năm ngoái. Nhưng điều này vẫn khiến Paris Saint-Germain bị chỉ trích và có lẽ cũng khiến Messi chạnh lòng đôi chút. Trong khi đó, ở Inter Miami, mọi thứ lại khác hẳn. Ngay sau khi trở về Mỹ tập luyện, Messi đã nhận được sự chào đón từ huấn luyện viên Gerardo Martino và cả đội bóng. Các đồng đội của anh đã chờ sẵn với những cái ôm, xếp hàng để Messi ăn mừng, đồng thời là một tấm bìa hình số 8, tượng trưng cho 8 quả bóng vàng mà cầu thủ người Argentina có được. Thông thường, chúng ta chỉ thấy Messi ký tặng cho người khác, nhưng lần này, tất cả các đồng đội của anh đã cùng ký vào tấm bìa số 8 và sau đó trao tặng lại cho Messi làm kỷ niệm. Một không khí rất ấm áp và thân thiện tại Inter Miami. Thưa quý vị, sau 2 tháng lên sóng, bộ phim Biệt Dược Đen thuộc dòng phim Cảnh sát hình sự đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả. Và chỉ còn một tập nữa phát sóng vào buổi tối ngày hôm nay thì lần lượt những nút thắt trong câu chuyện phá án sẽ được gỡ bỏ. Và hãy cùng với Chuyển động 24 giờ điểm lại những ấn tượng của bộ phim này.
phim quá là hay luôn, ngóng từng tập. Hồi hộp xem đoạn kết quá. Phim hay quá, ai diễn cũng đạt. Đây chỉ là số ít những phản hồi tích cực của khán giả ngay khi Biệt Dược Đen lên sóng. Sau rất nhiều năm, dòng phim Cảnh sát hình sự trở lại màn ảnh nhỏ đã thu hút sự chú ý lớn của quý vị khán giả. Phim xoay quanh những câu chuyện phá án ly kỳ, bí ẩn, cùng với đó là những thú vui chơi của một bộ phận giới trẻ có điều kiện trong xã hội. Trong bộ phim này thì chúng tôi đang cố gắng tạo một cách kể chuyện mới, nó hấp dẫn hơn, kịch tính hơn, đa chiều hơn, cùng là một sự vật, sự việc nhưng có nhiều góc nhìn khác nhau. Chúng tôi thiên về cảnh tư duy phá án và thiên về những cái tư duy logic, những cái nỗ lực của người chiến sĩ công an khi mà lần theo cái dấu vết tội phạm để đưa các nghi phạm còn đang lẩn trốn về thẩm vấn. Và vai diễn Tuấn là một cái vai diễn có một cái quá khứ rất là uẩn khúc. Cái quá khứ này nó chính là cái cốt truyện chính. Tuấn thì vừa trong một cái cuộc hành trình đi tìm lại quá khứ của chính mình và vừa phải khám phá và vừa phải phá các vụ án khác, và các vụ án đấy nó cũng có một phần liên quan đến chính cái câu chuyện của cậu ấy. Không những đi sâu vào kịch bản, ngoại cảnh trong phim cũng được đầu tư chỉn chu. Với tâm huyết và sự nỗ lực của toàn bộ ekip và các diễn viên đã tạo ra những cảnh quay hấp dẫn và chân thực. Hiện tại thì những ngày quay cuối này chúng tôi cũng gặp sự không thuận lợi của thời tiết và cũng như có một số những cái trở ngại nhất định. Nhưng đoàn phim đều rất là nỗ lực. Chúng tôi tranh thủ từng giờ từng phút khi mà thời tiết thuận lợi và để có thể là quay làm sao cho hiệu quả nhất. Việc tạo hình cho các diễn viên, nhân vật phản diện trong phim cũng để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Từ những hình tượng đó, gửi gắm những thông điệp sâu sắc đến đời sống giới trẻ, tránh xa những cạm bẫy và cần có sự quan tâm của gia đình, xã hội. Và cái nhân vật Đạt này, nó chỉ có cái hộp nhạc đấy mới khiến cậu bình tĩnh một chút. Cả phân đoạn ấy, hộp nhạc cứ réo rắt vào không gian. Nam cứ trả lời, trả lời, trả lời. Và những cái sự phân tích tâm lý của đạo diễn, anh Trọng Khôi và anh Gia Phương phân tích nhân vật rất kỹ với Nam. Anh ấy mua cả những cái đạo cụ, ví dụ như là những chiếc mặt nạ này, những chiếc kính này, rồi là gợi ý là mày phải mặc cái gì, phong cách của mày thế nào, kể cả mái tóc này cũng vậy. Dành cả nơi này để Sơn hay là điều bartender xin cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn vì sự yêu thương, vì sự đón nhận để tạo ra một cái rating rất là cao cho bộ phim, và hy vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu thương anh em ekip, yêu thương Biệt Dược Đen như đã từng yêu và hơn đã từng yêu. Biệt Dược Đen là một cuộc đấu tranh tội phạm với cách kể chuyện độc đáo, kịch bản logic từ đầu tới kết đã tạo nên một tác phẩm ấn tượng mang màu sắc mới mẻ của dòng phim Cảnh sát hình sự trên sóng VTV. Thưa quý vị, ngày nay thì hai từ du lịch không nhất thiết là cứ phải gắn với việc hình ảnh lên máy bay hay là lên những chuyến xe đường dài đến những địa điểm nổi tiếng nào đó. Chỉ loanh quanh ngay trong một địa phương, trong một tỉnh, một thành phố, chúng ta vẫn có thể đến được những điểm đến, điểm tham quan đặc sắc. Và đây cũng chính là nét mới trong cách làm du lịch cộng đồng. Và ngay sau đây thì mời quý vị hãy cùng tới với một số những điểm du lịch như thế ở Hà Nội. Đến khi có quả thì là mỗi cành một chùm quả. Phải nói là nhìn mắt rất thích mắt. Ai đi qua cũng khen mà. Sao hai ông bà nhà này giỏi thế, làm được nhờ mà quả chùm nào, cành mỗi một cành có một chùm, mà chùm nào cũng sai. Gia đình anh nội chị Sinh là những hộ đầu tiên trồng thử nghiệm thành công giống nho hạ đen ở Đan Phượng. Mùa nho chín không chỉ được thu hái quả mà du khách gần xa còn đổ về các nhà vườn. Từ đây Đan Phượng đã có thêm một sản phẩm du lịch nông nghiệp thay vì chỉ là mảnh đất thuần nông. Cũng đã du lịch Đà Lạt, Sapa, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, thì để nói về cái khung cảnh thì không ở đâu tuyệt vời như cái vườn nho này mà đang vào mùa thu hoạch như thế này, thì nói chung là rất là tuyệt vời em ạ. Cái mô hình này chúng tôi thấy là rất là hiệu quả. Vừa thứ nhất là về hiệu quả kinh tế, thứ hai là giải quyết được lao động, việc làm cho bà con nông dân tại địa phương rất là tốt. Cái thu nhập thì bà con mỗi một tháng đấy 7 triệu đồng. Thế thì với nông thôn chúng tôi thấy nó ổn định. Tận dụng lợi thế ven sông Hồng có đường thủy thuận lợi, đất đai màu mỡ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín đã đi đầu trong thành phố xây dựng mô hình xã hội hóa du lịch nông thôn. Xã hỗ trợ đất và đường giao thông, các cá nhân đầu tư hạ tầng du lịch. Và thế là cứ mỗi mùa hoa nở, du khách lại về với Hồng Vân để tận hưởng không gian thiên nhiên và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình. Còn với những hộ như gia đình anh Linh, du lịch nông thôn không chỉ phục vụ du khách
mà trước hết là làm đẹp cho quê mình. Là con người của quê hương ở đây mà tôi đã làm đẹp cho được quê hương này, được cho các du khách quốc tế đến đây rồi này, du khách bạn bè gần xa đến đây và có những cái đánh giá rất là tốt thì tôi cũng rất là mừng, tạo được công ăn việc làm cho rất nhiều bà con lúc thời vụ nông nhàn. Đây là điểm du lịch làng nghề Tâm Hương truyền thống Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa. Từ một làng nghề gặp khó khăn đầu ra khi chỉ làm hương truyền thống, giờ đây Quảng Phú Cầu là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ trong tour du lịch ngoại ô Hà Nội. Du lịch đang góp thêm những sắc màu mới trong bức tranh tươi sáng của nông thôn mới thủ đô.